Hà Nội, tạm giam cựu chủ tịch xã cùng nhân viên kế tòa án chi tiêu tùy tiện hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suy Xá, cùng nhân viên kế toán đã chi tiêu tùy tiện hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách. Ngày 9 tháng 5, Thượng tá Giáp Thành Trung, trưởng công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1961, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức và ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1976, kế toán ngân sách xã Suy Xá để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can trong vụ án. Theo điều tra, năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Suy Xá thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc cấp đất giãn dân cho 18 hộ, thu gần 3,5 tỷ đồng là số tiền 18 hộ gia đình thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của nhà nước, trong đó tiền sử dụng đất là hơn 3,4 tỷ đồng và lệ phí trước bạ hơn 17 triệu đồng. Số tiền lớn này đến đúng thời điểm xã Suy Xá đang túng. Chuyện là, tính đến tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Suy Xá còn nợ tiền xây dựng cơ bản số tiền hơn 40 tỷ đồng. Được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2018 đối với 37 công trình xây dựng. Do vậy, ngày 29 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Suy Xá có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức hỗ trợ kinh phí từ nguồn xử lý đất. Các hộ gia đình đã nộp tiền để trả nợ tiền xây dựng cơ bản một số hạng mục của trường mầm non và đổ bê tông một số đường trong khu dân cư nông thôn. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức có quyết định về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Suy Xá từ nguồn xử lý đất theo nghị định 43 của chính phủ để thanh toán nợ xây dựng cơ bản là số tiền hơn 3,4 tỷ đồng kinh phí được trích từ nguồn thu từ đất năm 2019. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Ủy ban nhân dân xã Suy Xá đã không sử dụng hơn 3,4 tỷ đồng nêu trên để thanh toán trả nợ tiền xây dựng cơ bản theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức mà đưa vào chi tiêu thường xuyên của xã. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suy Xá, nghỉ hưu tháng 6 năm 2020 và ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1976, kế toán ngân sách xã, đã lập khống nhiều hồ sơ, chứng từ để rút từ ngân sách số tiền hơn 600 triệu đồng để chi cho việc tặng quà Tết cho cán bộ, công chức xã và các mục đích chi khác, trái quy định về nguyên tắc tài chính kế toán. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 3 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 2 tháng 4 năm 2024 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Quang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức phê chuẩn. Ngày 7 tháng 4 năm 2024, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Quang, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.